Làm gì bữa nay cười hoài vậy? Nay có gì vui không mà cười hoài vậy? Hả? Nay có gì vui không? Nói nghe coi. Nói cho em Út nó mừng coi. Nay có gì vui không? Bữa nay có cái gì vui không? Không tiền. Rồi á, không tiền á, người ta chụp đầu đủ rồi. Có gì vui không? Vậy là hồi sáng với giờ là mười mấy ngàn của tôi rồi đó mà nó không tiền trời. Hồi sáng giờ uống mấy cửa cà phê rồi. Chết luôn rồi. Hiện bây giờ trong mình là ai đây? Mướt hay là ai? Mướt. Mướt hả? Không mướt nữa nhưng mà không tiền ở đâu trong đầu. Chứ ngày hôm qua là Trương Hoài Phong đó chứ không phải mướt đâu. Bây giờ muốn ăn cua không? Ăn. Sẵn cúng xe cho Tướng Anh nè, tôi mua cua cho ông ăn luôn. Giờ anh hai thèm gì anh hai nói nghe coi. Thèm gì? Dạ. Giờ ông thèm gì ông nói đi tôi mua cho ông ăn. Cua biển. Cua biển hả? Cua gạch son hả cua thịt? Dạ. Cua gạch son hả cua thịt? Cua gạch. Cua gạch luôn phải không? Thì... Đùa chọn cái món ngon luôn mới chịu. Bây giờ không có tiền sao đi mua nè. Khổ vậy đó. Bây giờ làm sao có tiền để đi mua cua đây? Ông chỉ cách cho làm sao có tiền để đi mua cua. Hả? Giờ làm sao có tiền để đi mua cua cho ông ăn đây? Chết luôn rồi, không ai chạy tài trợ chương trình này hết. Vậy là giờ thèm cua phải không? Rồi chút tôi mua cua và làm cho ông ăn nha. cho anh hai miếng thôi bà Hồng. Chữ ra, nói vậy là hổ dữ lắm nha. Tương ớt kìa, tương ớt tương chấm. Nè, tương ớt nè. Rồi, bữa nay. Bữa nay đòi hốt bà Năm nữa trời, ra ăn trời. Giờ đang chuyển mưa đó. Nãy bà la trọng hủ chứ phải la không đâu. Ê, em còn không biết quần thánh ở đâu không còn. Ở đâu? Là ta làm bán hả? Làm ta bán ở ngoài đâu đó, bị khô chú tiếu luôn. Không qua không lợi đó là ngon không thầy? Ngon không? Ăn nữa không? Không hả? Ngon mà không ăn nữa. Ngon mà không ăn nữa là chê rồi. Nè, ăn miếng nữa đi. Thôi. Thấy rồi. Quỳnh Thánh nè, ăn chị ho đó. Ăn chút thì mẹ cho, cũng đi về hả làm, để thôi mẹ để cho bột nhập sợ cho anh. Quỳnh Thánh nè, ăn là chị ho đó. Ăn là dứt ho liền. Ông Mướt đang ho nè, ăn ba Quỳnh Thánh chiên này là ho thêm nữa. Sao gì buồn hiu vậy ông nội, nói chuyện hồi coi. Mướt, sao buồn quá vậy? Nay Hồng bán hết cá không mừng hả? Hả? Biết rồi. Bữa nay có chuyện gì vui không kể nghe coi. Không luôn. Ca bả giọng cổ ơi, cho khán giả nghe coi. Nhanh đi, ca bả giọng cổ cho chị Tiến Lương mới nhắn tin coi. Cho bả hết bệnh coi, nhanh lên. Mướt.
Mướt hát bài giọng cổ cho chị hết bệnh coi. Không, không, không hát luôn. Mướt ơi, kêu hát bài không hát trời, từ chối luôn. Ông không hát sao mà hết bệnh được? Không biết. Không biết hát hả? Rồi giờ nè, giờ nè, ông thấy chị Tiết Lương bả sao rồi, sao tự nhiên bả không điện thoại gì chưa nha? À, bả đau. Bả đau hả? Vậy giờ bả nằm ở đâu rồi, ở nhà hả, bệnh viện? Bả có đau rồi. Bả nằm nhà thương. Nằm nhà thương hả? Có không nghe? Có không nghe? Có nằm nhà thương không? Có, bả đau rồi. Đau rồi hả? Bởi vì bả mới không nhắn tin đó phải không? Bây giờ anh hỏi thăm chị coi chị khỏe không? Hỏi coi. Nè anh nhìn vô đây anh hỏi nè, anh hỏi chị Tiết Lương khỏe không? Sao chị không có điện về cho em nữa? Nói đi. Hỏi chị Tiết Lương khỏe không? Sao chị không điện cho em? Hỏi đi. Chị Tiết Lương khỏe không? Chị không điện cho em. Em nhớ chị nhiều lắm. Em nhớ chị nhiều lắm. Đù rồi là thế nào ngày mơ bác cũng điện à? Ừ. Hả? Bỏ chú nói chuyện á, tôi tức quá. Tức gì? Tức cái gì không? Bây giờ là phải ăn mướt không hay là người khác? Bây giờ là ăn mướt hay là ai vậy? Hả? Bây giờ trong mình là ăn mướt hay ai? Hiện bây giờ này là trong mình này là mướt hay là ai? Mướt hả, chứ không phải Đặng Hoài Phong hả? Ừ. Ngày hôm qua hỏi ổng ở trong hình không là ai vậy, ổng nói Đặng Hoài Phong 40 tuổi, ổng nói thợ chụp hình. Mới đi uống cà phê về hả? Ai cho tiền không vậy? Anh Tròn cho. Sao bữa nay dám hâm quánh mẹ trời, gan trời. Hồi nãy ba la vụ mua thuốc cái bắt đầu cái nói bữa nào mà tôi nóng lên tôi quánh cho bà nằm luôn. Ghê vậy. Ghê vậy. Chết rồi kìa, bà nói bà dặn rồi kìa, bà nói mai mốt nghỉ cho ăn cơm luôn kìa. Ôi trời. Trời, giờ đang chuyển mưa mà dám hâm quánh mẹ trời. Gan. Gan, gan trời. Giờ lỡ chữ rồi xin lỗi đi. Không, không xin lỗi hả? Không. Quá buồn rồi quý vị ơi. Bữa nay anh mướt quá buồn rồi. Cái mặt này là giống như cái mặt bị ghệ bỏ nè. Bữa nay có chuyện gì tâm sự không? Không hả? Sao mặt buồn quá vậy? Đừng nói hết tiền nha, tôi mới cho làm gì hết. Quá mặt buồn rồi. Sao buồn vậy? Buồn gì vậy? Hả? Anh hai buồn vụ gì vậy? Anh hai buồn cái gì vậy? Nhìn gì trời? Trời tối nay mưa không? Mưa. Quá tội nghiệp anh hai quý vị, quá buồn rồi. Nói gì tao nói lớn lên. Bây giờ ông hát tặng cho chị Tiết Lương bài coi, đang cho bà hết buồn coi, đang cho bà tỉnh gì coi. Giờ ông hát tặng bài gì cho bà cũng được, chơi câu thôi. Bây giờ bà đang bệnh kìa, ông hát cho bà một bài coi cho bà tỉnh coi. Hát được không? Không hát hả? Vậy là bữa nay buồn chị Tiết Lương không hát luôn. Ông thấy bà giờ bà vô bệnh viện có khỏe không? Khỏe hả? Bà bị bệnh gì không biết không? Bà không biết. Không biết bệnh gì nhưng mà thấy bà nằm bệnh viện phải không? Quên. Bà nằm bệnh viện có ai nuôi bà không?
Không biết. Không biết luôn. Vậy là nói xạo rồi. Chết chỉ tiếc lương mà bà không nằm bệnh viện là bà điện la hai mước nè. Mà chắc ăn là bà nằm bệnh viện rồi phải không? Rồi, hàng chi bây giờ bà đâu điện đâu. Hôm nay Phúc Toàn xin mời quý vị cùng tham quan quang cảnh của cầu Tân An bắc qua sông Tiền để về Vĩnh Sương quý vị ơi. Mừng đôi ta sánh duyên, đêm nằm mơ thấy ngày ấy.
hai. Em có gửi thơ cho chị mà chị có nhận được thôi, mong chị hai. Chị đã về nhà rồi, có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ của em. Chứ nếu nhận được thơ của em thì dòng biết em thành hôn với Dưỡng Ba đây. À mà không, dầu biết em thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em. Để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng
phương Bắc đã qua dòng sông sông dài tìm đến nơi này một nhà thân ai. Ơi tình Bắc duyên Nam là duyên tình chúng muôn đời ta đắm say. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say môi hồng, tình thắm đôi lòng, mong vạn chung bao. Ơi, mảnh đất dân hương là hương, cần lao chung đời vai sánh vai. Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi, ngô khoai hai mùa ngắt một niềm vui. Chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đâu sau ngàn sóng núi cánh chia. Ta đem yêu thương về cho phương Bắc, tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Ơi đời sống yên vui là vui, dịu nhau đi vào chung bóng mơ. Góp bàn tay thương yêu nhau rồi, ngô khoai hai mùa ngắt một niềm vui. Chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đâu sóng ngàn sóng núi cánh chia. Ta đem yêu thương về cho phương Bắc, tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Ơi đời sống yên vui là vui, dịu nhau đi vào chung bóng mơ. Ơi đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Ơi đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Rạch miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến xa xưa, xe ta băng băng trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét, xa đét trang người yêu dấu tháp
sao vị ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, yêu tiếng ai đàn lá lơi câu dòng cổ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc Gia Bà 23 tháng 4 đi lễ dân hương.